con nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và quả nước cực lạc thanh tịnh tra nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hạnh chương biên tập bình minh thời gian ngày 7 tháng 7 năm 2011 địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Cân tập 483 chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kim Giải Trang 602 Hàng thứ nhất Đây vẫn là Nói biểu pháp của chày Kim Cang Hai bên, mỗi bên có năm đường nhô lên biểu ngũ phật ngũ trí diệt biểu thập ba la mật năng tồi thập chủng phiền não thành tựu thập chủng chân như tiện chứng thập địa ngũ phật ngũ trí thập ba la mật mười loại phiền não mười thứ chân như ở trước chúng ta đã học Hôm nay chúng ta học thập địa Chứng được thập địa Thập địa Là địa vị Bồ Tát chứng được Tất cả Phật Pháp đều nương vào đây mà phát sanh Ở ừ, địa vị này của Bồ Tát Thật sự là Đại giác cứu cánh viên mạng Họ buông bỏ Vô thị vô mình nhưng địa vị có sâu cạn khác nhau. Đây là gì vẫn chưa đoạn tập khí vô minh, nên địa vị có sâu cạn. Thế nên bắt đầu là quan hỷ, quan hỷ địa là bắt đầu. Sau cùng là pháp dân. Pháp dân địa là duyên mạng, cao hơn nữa là đẳng giác, là diệu giác, chia thành mười loại. Địa vị sâu cạn chia thành mười loại. Thứ nhất quan hỷ địa, trí của bồ tát đồng với trí Phật, lý giống với lý của Phật. Thấu triệt đại đạo Tận cảnh giới Phật Đạt được quan hỷ Chứng vào sơ địa Cách nói này Thập địa của biệt giáo công phu đoạn chứng ngang bằng với thập trụ của diền giáo trong giáo lý đại thừa thông thường đều nói biệt giáo Như trong Kinh Hoa Nghiêm Kinh Pháp Hoa là ngoại lệ Đó là Pháp Nhất Thừa Chúng ta biết được Thật sự buông bỏ khởi tâm đồng niệm Chính là cảnh giới này Trí đồng với trí Phật Trí tuệ bát nhã trong tự tánh hiển lộ ra Lý đạo lý Lý thể mà ta chứng được Giáng sự dạng vật nó đều có cái lý Lý ở đây chính là thật tượng các Pháp Quý vị đã chứng được chân tướng của tất cả pháp nên thấu triệt đại đạo, đại đạo là thật tướng. Đối với vũ trụ, trong Phật pháp gọi là biến pháp giới hư không giới. Chúng ta thấy được toàn bộ tánh tướng Lý sự nhân quả của dạng sự dạng pháp Đây hoàn toàn tương đồng với tri kiến Phật Trong kinh Pháp Hoa nói Đồng Phật tri kiến Ở đây nói thấu triệt đại đạo Tận cảnh giới Phật Chúng ta hoàn toàn thấy được Chứng được cảnh giới của Phật Lúc này đạt được Pháp Hỷ Pháp Hỷ ở sau có chú giải Được Pháp Hỷ Tức chứng được Pháp mà sanh Hỷ lạc thánh nhân thế gian nói câu đầu tiên trong luận ngữ là học nhi thời tập chi bất diệt thuyết hồ duyệt ở đây là pháp hỷ pháp hỷ của thế gian là có giới hạn pháp hỷ mà bồ tát chứng được là pháp hỷ của như lai quả địa không có giới hạn Đây chính là chứng được sơ địa Chứng này là chứng đắc Họ đã bước lên quả vị sơ địa Bồ Tát Sơ địa Bồ Tát xa lìa mười Pháp giới Họ ở đâu? Ở cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai Trong kinh dạy Hoàn toàn thông đạt Đại Bồ Đề Giác thông như lai Tận cảnh giới Phật Gọi là quan hỷ địa Đại Bồ Đề Là cảnh giới Bồ Đề viên mạng cũng chính là Đại giá cứu cánh viên mạng Thế nên thiện đắc thông đạt Vì sao gọi là thiện Không khởi tâm không động niệm Đây gọi là thiện Khởi tâm động niệm là bất thiện Không khởi tâm không động niệm Tất cả thông đạt thấu triệt tự nhiên Đây gọi là thiện Giá không như lại Là tự tánh giác Trí tuệ bác nhã vốn có trong tự tánh Hoàn toàn hiện tiền Những điều chứng được hoàn toàn bình đẳng Với tất cả chư Phật như lại. Tận cảnh giới Phật Cảnh giới mà Như Lai chứng được Họ cũng chứng được Vấn đề này Tuy chúng ta chưa vào cảnh giới này Nhưng có thể lãnh hội được Vì sao vậy? Vì một người Nếu thực sự làm được không khởi tâm không động niệm Hợp địa Bồ Tát Mỗi địa cũng không khởi tâm không đồng niệm Đảng giác Bồ Tát Diệu giác như lai Cũng là không khởi tâm không đồng niệm Cảnh giới không khởi tâm không động niệm là bình đẳng Là cứu cánh là viên mãn Thế nên không được khởi tâm động niệm Khởi tâm động niệm là gì? Phật trong mười Pháp giới Mười Pháp giới cao nhất là Phật Pháp giới Phật ở đây Có khởi tâm đồng niệm Nhưng không có phân biệt chấp trước Địa vị dị Phật trong mười Pháp giới là cao nhất Nếu họ buông bỏ khởi tâm đồng niệm họ sẽ nhập vào quan hỷ điện họ đã nâng cao lên dưỡng ra mười pháp giới do đó chúng ta sẽ biết mười pháp giới từ đâu mà có từ khởi tâm động niệm mà có chỉ cần chúng ta khởi tâm động niệm liền hiện tướng của mười pháp giới Y chánh trang nhìn. Chỉ cần quý vị có chấp trước Trong mười pháp giới liền hiện ra hiện tượng luân hồi lục đạo Vì luân hồi từ đâu mà có Từ chấp trước Đây là trước tướng Mười pháp giới từ đâu mà có Từ khởi tâm động niệm Nhớ chân pháp giới từ đâu mà có Nghĩa là quay thật báo trang nghiêm của chư Phật Chính là chưa đoạn tận tập khí vô minh Nếu tập khí vô minh đều đoạn tận Quái thật báo cũng không còn Nên quái thật báo cũng không phải là cứu cảnh Quái thường tịch quang mới thật sự cứu cảnh Quái thường tịch quang không có tướng Không có hiện tượng Khoa học hiện đại nói là Hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần Hiện tượng tự nhiên cả ba đều không có Nhưng ba hiện tượng này nó đều có thể hiện ra Nó dùng không có tướng nào cả Nhưng có thể hiện ra tất cả tướng Đây là bản thể của tự tăng Điều này ở đây gọi là Đại Bồ Đề Gọi là Phật Lý Lý thể mà Phật chứng đắc Chúng ta hiện nay đã hiểu Tám dạng bốn ngàn pháp môn Tu về điều gì Toàn bộ đều tu về điều này Thế nào mới có thể đạt được Y theo lý Phương pháp mà Đức Phật dạy để học Học đến sau cùng là Buồn bỏ triệt để liền chứng đắc Ở đây chúng ta cũng có thể lãnh hội được Cái gọi tám dạng bốn ngàn pháp môn là tám dạng bốn ngàn phương pháp Chủng loại khác nhau Đều giúp chúng ta buông bỏ Khởi tâm động niệm Không phải chính là như vậy sao Nếu đã buông bỏ Chúng ta đã viên mạng pháp môn Thì tất cả pháp môn đều viên mạng Mỗi pháp môn đều tu về vấn đề này Câu này trong Kinh Kim Cang chúng ta đã thông suốt Đức Phật nói Pháp môn bình đẳng không có cao thật Chúng ta đã minh bạch Mục tiêu của mỗi pháp môn đều giúp chúng ta buông bỏ khởi tâm Động niệm. Bất luận pháp môn nào chỉ cần thật sự buông bỏ khởi tâm đồng niệm Tám dạng bốn ngàn pháp môn Mỗi pháp môn đều như thế Không phải là thông suốt tất cả rồi sao Nên pháp môn bình đẳng không có cao thấp Như vậy là Chứng được trí tuệ đức tướng của Như Lai Sao họ không quan hỷ Phá thị sưu mạng Thường sanh tâm quan hỷ Đây gọi là quan hỷ địa Từ quan hỷ địa tiếp tục nâng cao lên Nâng lên như thế nào hoàn toàn là tập khí vô thị vô minh tập khí này không cách nào đoạn được thời gian lâu ngày nó tự nhiên mất đi nhưng trong thời gian dài đó không phải bồ tát không có gì bồ tát có việc gì chúng sanh có cảm bồ tát liền có ứng sơ địa bồ tát có ứng về sau cho đến pháp dân địa cho đến viên mạng cảnh giới cảm, cảm ứng đạo, đạo giàu của đạo. họ không giống nhau Càng về sau Tập khí vô thị vô minh càng nhạt Năng lượng hiển lộ ra nhất định ngày càng lớn Ngày càng rõ ràng Ngày càng thu thắng Đây đều là chúng ta có thể tưởng tượng được Sự thật chính là như vậy Thứ hai Ly cấu địa Do tận cảnh giới Phật Tận cảnh giới Phật là đạt được quan hỷ địa Thấu trị các pháp tánh khác nhau Nhưng chứng được giống nhau quý vị xem tất cả pháp không giống nhau tánh chất không tương đồng từ tánh chất không tương đồng nhìn thấy điểm đồng của nó tánh chất không tương đồng ngày nay chúng ta gọi là vật lý à, khoa học nghiên cứu giảng vật nói đây là vật lý từ vị tánh mà đi vào điểm tương đồng đồng ở đây không phải vật lý mà là tự tánh Là chân tâm Trong kinh điển Đại Thừa Phật thường nói Dạng Pháp duy tâm Lại nói Ngoài tâm không có Pháp Ngoài Pháp không có tâm Tâm và Pháp hòa hợp thành nhất thể Chư vị cổ đức của Tông Môn thường nói Tánh ở đâu? Người thật sự khế nhập Tùy tiện đưa ra một pháp Thầy giáo đều gật đầu, đều khẳng định chứng minh cho quý vị vì sao vậy vì các pháp đều như vậy phả pháp đều là vậy chúng ta tùy tiện lấy một pháp được chăng không được chúng ta tùy tiện lấy một pháp cũng giống như nương vào vẻ trái hồ lô chứ không phải cảnh giới của quý ngài Người ta đưa ra pháp đó là họ đã đạt được cảnh giới đó Họ là thật, không phải giả Chúng ta tùy tiện đưa ra một pháp Chúng ta là giả, không phải thật Quả thật như thường nói Đi nát ghép sắt không tìm thấy Đạt được hoàn toàn không phí công sức Một câu là nói rõ ràng Buông bỏ là được Chúng ta chưa buông bỏ Tùy tiện lấy một pháp Được chăng? Chúng ta phiền não tập khí chưa đoạn Người ta thì hoàn toàn đoạn tận tập khí phiền não, Lấy một pháp là thật Thấu trì các pháp dị tánh Mà đi vào điểm tương đồng Chỉ là chúng ta không nhìn thấy Nếu thấy quá đồng Tức chưa ly cầu Vì sao vậy? Vì dĩ đồng là biên kiến Vì đi vào đồng Quý vị vẫn có cái đồng Tức không rời biên kiến Quý vị vẫn là ô nhiễm Thì ra quý vị bị nhiễm ô Quý vị đối với điều này còn có phân biệt chấp à? trước Bây giờ quý vị bị đồng nhiễm ô Quý vị còn phân biệt chấp trước của đồng Chưa rời cấu nhiễm Đồng tánh đều diệt Thật sự xa rời cấu nhiễm Đồng vị đều không có Vì sao? Vì đồng vị đều không có Chính là không khởi tâm không động niệm có đồng hoặc là có dị Quý vị đều khởi tâm đồng niệm Chân tâm không có ý niệm Trong kinh điển Đại Thừa nói Chân tâm ly niệm Chỉ cần còn một niệm là bị nhiễm ô Một niệm là gì? Bồ Tát Di Lạc nói một khẩy móng tay Có 32 ức 100 ngàn niệm trong một niệm Còn một niệm này Tức là chưa lìa cấu nhiệm Một niệm này là gì? Một niệm này là niệm thanh tịnh Không có gì cả Đến ý niệm thanh tịnh cũng không có Mới thật sự thanh tịnh Tôi cũng đã cảm thấy được thanh tịnh, như vậy là bị thanh tịnh làm ô nhiễm. Quý vị tự nghĩ xem có đúng vậy chăng? Quý vị đã khởi tâm đồng niệm, đã phân biệt, đã chập trước. Thế nên chư Phật và chư Phật gặp nhau, Đó là cảnh giới gì? Như như bất động Xưa nay các tổ sư có câu Miệng treo trên tường Đóng cái đinh trên tường Miệng treo ở trên đó Nói không được Một câu nói cũng không Một câu chào hỏi cũng không Đó là cảnh giới gì? Trở về tịch quan Trong tịch quan Ba loại hiện tượng đều không có Thật sự trở về tịch quan Vô lượng vô biên chư Phật Cùng trở về tịch quan Đồng tánh cũng gì Thật sự lìa cấu nhiệm đây không phải giả dạ. Trong kinh nói Trong kinh nói rất hay Rất đơn giản Vị tánh đi vào điểm tương đồng Đồng tánh cũng diệt Gọi là ly cấu điện Bất lập nhị biên Trung đạo không tồn tại nhị biên chúng ta dùng câu này để nói dị là một bên đồng là một bên hai bên đều lìa gọi là trung đạo nếu còn có ý niệm của trung đạo quý vị là chập trưa lại bị ô nhiễm trung đạo cũng không có đó là trung đạo thật sự Thật sự minh tâm kiên thành là lìa cấu nhiễm. À, Trong quan hỷ địa thấy ừ. được dị nhập vào đồng nhưng họ còn có đồng kiến. Tiến thêm một bước nữa Thì đồng kiến cũng không có Thứ ba Phá quan địa Dĩ đồng Dĩ tình kiến Chi cấu ký tình Thanh tịnh Không chấp trước nhị biên Tức tuệ của bản gia Quang minh khai phát Từ tạnh bát nhã diện tiền chúng ta thường nói đại triệt đại ngộ minh tâm kiên tánh trong kim nói cực kỳ thanh tịnh liền sanh ra ánh sáng vậy là phát quan điện. Trong kinh Lăng Nghiêm nói cực kỳ thanh tịnh Thì ánh sáng thông đạt Khi thanh tịnh đạt đến cực điểm Quan ở đây chính là ánh sáng trí tuệ Ánh sáng trí tuệ hiện tiền Ánh sáng trí tuệ trong tự tanh vốn có Vì bất tịnh nên ánh sáng không hiển bày Tịnh đến cực điểm ánh sáng liền hiện ra Điều này dĩ như nước trong hồ Nếu có ô nhiễm Có gợn sóng Ô nhiễm là gì? Là thất tình ngũ dục Là chấp trước Phân biệt là gì? Phân biệt là sóng gió Phân biệt chấp trước đều không có Thì sóng yên bể lặng Nước còn có ô nhiễm chăng Lúc này nước giống như mặt kiếm vậy Cảnh giới bên ngoài hoàn toàn chiếu vào trong đó Chiếu rất rõ ràng Trong kinh điển Đức Phật thường dùng ví dụ này Khiến chúng ta dễ dàng lãnh hội Trí tuệ trong tự tánh hiện tiền Vì thế trí tuệ hiện ra từ trong tịnh Tâm không thanh tịnh Chỉ sanh phiền não Không sanh trí tuệ Người thời nay tu học Phiền phức chính là điểm này Các nhà khoa học Các nhà triết học Thậm chí là các nhà thần học Quý vị quan sát tường tận xem Họ dùng là tâm gì Họ dùng là tâm phân biệt Tâm chấp trước Hay nói cách khác Họ dùng là thức thứ bảy Thức thứ sáu Và thức A lại gia Trong Pháp Tướng Tông Gọi đây là Tam Tâm 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 này là vọng tâm Không phải chân tâm Nó sanh phiền não Không sanh trí tuệ Làm sao để làm cho trí tuệ Trong tự tánh chúng ta hiển lộ Không dùng ba tâm này Trí tuệ liền hiển tiền Không phân biệt Không dùng thứ thứ sau Không chấp trước Không dùng thứ thứ bảy không khởi tâm không động niệm Không dùng thực tư tạm Không dùng nó mọi thứ lập tức chuyển đổi không dùng nó liền chuyển thức thành trí a lại gia liền biến thành đại viên cảnh trị vì sao trong a lại gia hàm chứa vô lượng vô biên chủng tử có nhiễm có tịnh có thiện có ác quý vị thấy nó có chủng tử phật có chủng tử của thiên nhân có chủng tử của tam đồ nó có tất cả các loại chủng tử khi nhiễm ô không thanh tịnh tất cả chủng tử đều tồn tại chắc chắn không mất đi diễn diễn không hư hoại gặp duyên liền khởi hiện hành không có duyên chỉ có chủng tử nó không khởi hiện hành gặp duyên nó liền khởi hiện hành giống như chủng tử thực vật vậy chúng ta đặt trong bình lưu ly nó không khởi tác dụng nếu để nó trong đất bùn lập tức khởi tác dụng nó sẽ nảy mâm và lớn dần lên Bởi thế gặp duyên sẽ hiện hành Người kiến tánh biết hết tất cả Đây là trí tuệ hiện tiền Chúng ta sẽ biết vì sao trí tuệ các nhà khoa học không hiện tiền Vì sao trí tuệ các nhà triết học không hiện tiền Vì sao trí tuệ người tu hành không hiện tiền Họ vẫn còn khởi tâm đồng niệm Thậm chí họ vẫn còn phân biệt chấp trước Đó là phàm phu chính hiệu Không phải là thánh nhân Tâm Thánh Nhân thanh tịnh Ngày nay chúng ta phải học Phật Nhỏ nhất là Tiểu Thánh Tiểu Tiểu thanh Tiểu Tiểu Thánh tâm địa đều thanh tịnh Vì sao? Đã phá kiến hoặc Thân kiến, biên kiến, kiến thụ kiến, giới thụ kiến, tà kiến Ở trước chúng ta từng học qua Tất cả những thứ này họ đều không có Họ là tiểu tiểu thánh Tiểu thừa sơ quả tu đà hoàng Bồ Tát Sơ tính dị trong thập tịnh của Đại Thừa Những tiêu chuẩn này chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch Thường hồi quang phản chiếu xem bản thân đã đến cảnh giới này chưa nếu chưa như vậy chúng ta phải đề cao cảnh giác nếu không tu theo pháp môn tịnh độ cầu đối nghiệp giảng sanh về thế giới cực lạc nhất định không tránh khỏi luân hồi vì sao vậy vì chưa đoạn tận năm loại kiến hoạt chỉ có lục đạo mới có tình hình này tuy đoạn tận năm loại kiến hoạt mà vẫn ở trong lục đạo nhưng đừng sợ vì sao quý vị có thời khóa biểu ra khỏi lục đạo một số người không có Giống như bị ngồi tù chung thân vậy Vậy sơ quả Sơ quả có thời kỳ Còn tới lui cõi trời cõi người này Bảy lần họ liền chứng quả a la hán Ra khỏi lục đạo Họ có thời kỳ Mà bảy lần lui tới cõi trời cõi người này Họ nhất định không đọa vào ba đường A à. Điều này thật hiếm thấy Nếu ngay trong đời này Đến sơ quả cũng không đạt được Chỉ có đới nghiệp cầu sanh tịnh độ Ngoài điều này ra không còn cách nào khác Chúng ta sẽ quyết một lòng Chuyên tâm niệm Phật Buông bỏ tất cả pháp thị xuất thế gian Chuyên niệm di đà cầu sanh tịnh độ Được chăng? Được Chắc chắn giảng sanh Hoàn toàn không phải giả Nếu niệm Phật mà không buông bỏ tập khí phiền não thì không được, không nắm chắc được dáng sanh. Mọi người cần nên biết người dáng sanh khi lâm chung. Phật đến tiếp dẫn Phật này là ai? Là tự tánh di đà Là thật không phải giả Tự tánh biến hiện ra Hay nói cách khác là tự tánh cảm ứng. Ngày nay chúng ta dùng chân tâm chính là dùng tự tánh để cầu, vẫn là phản ứng của tự tánh. Thế giới tây phương cực lạc y chẳng trang nghiêm không rời tự tánh, là tự tánh mình biến hiện ra. Giảng sanh thế giới cực lạc là trở về thế giới cực lạc của tự tăng Thiền sư Trung Phong nói rất hay Tâm tôi tức Phật A-di-đà Phật A-di-đà tức là tâm tôi Ở đây tức là tịnh độ Tịnh độ tức là ở đây Không rời chỗ này Giảng sanh tịnh độ Không rời chỗ này Thân cận di đà Đây là Phật lý Phải dùng Phật trí để thấy được Phật lý Chúng ta mới hiểu đạo Phật không phải mê tín là đạo lý hiển nhiên khi thật sự hiểu rõ không còn nghi ngờ nữa nhất định được giảng sanh vấn đề trong đời này hoàn toàn được giải quyết bởi vậy đặc biệt chú trọng chữ tịnh này tâm tịnh tức quải phật tịnh chúng ta tu hành tâm không thể không tịnh công phu phải luyện trong cuộc sống hàng ngày không được trốn tránh có người nói tâm tôi không thanh tịnh Tôi nhìn thấy là tâm liền động Nghe được tâm liền động Tôi muốn tìm sơn động để trốn Được chăng? Có, ngày xưa có Quý vị xem trúc Sông tùy bút Của Đại sư Liên Trì Trong đó ghi chép một trường hợp Của một vị Pháp Sư Sống trong một mái nhà tranh Ở trên núi Ông tu hành rất tinh tấn Tự mình tưởng rằng sống trên núi mấy mươi năm Đã buông bỏ được dạng duyên Trong thành Có một vài đại phú trưởng giả học Phật Nghe nói có người tu hành trên núi suốt mấy mươi năm Chưa từng xuống núi Liền lên núi đi thân cận lão hòa thượng, thật sự có đạo hạnh, Không phục sát đức, lễ tỉnh hòa thượng xuống núi hoàng pháp, đến ngày vào thành giáo hòa, sống chưa bao lâu, khoảng một hai năm, đạo hạnh không còn. Hoàn toàn bị ô nhiễm Đáng tiếc Ở trên núi cảm thấy rất tốt Nhưng không vừa qua được thử thách Cho rằng mình rất thanh tịnh Khi đến thành thị Thế giới muôn màu lập tức thay đổi Tham sân si mạng đều khởi lên vị hòa thượng này đến đánh lễ đại sư liên trì ngài liền kể câu chuyện này nói có một người ông còn hỏi người này là ai đại sư liên trì nói chính là lão huynh bản thân ông ta vẫn không biết Đây là nói đến công phu chân thật Ông ta chưa thật sự buông bỏ Chỉ mới diễn ly Chứ trong tâm chưa buông bỏ Tâm thật sự buông bỏ Thì lìa hay chưa cũng không sao Quý vị muốn lìa nó làm gì Nó là giả tướng Phàm những gì có tướng đều là hư vọng Nếu có thể xem thế giới muôn màu này thành phim ảnh Thành màn hình tivi Ta có thể thưởng thức Nhưng không đạt được Không thể khống chế nó <laughs> Nghiệp lực đang khống chế tất cả hoạt động của nó Nên ta không bị mất tâm thanh tịnh Vấn đề là ta chưa thật sự nhìn thấu Ở trên núi cũng vô dụng Bế quan cũng vô dụng Thật sự nhìn thấu và buồn bỏ Bế quan hay ở trên núi mới hữu dụng Không ở trên núi hay không bế quan cũng được lợi ích Suốt đời Đức Thế Tôn chưa từng bế quan Ngài Huệ Năng cũng chưa từng bí quan Sau khi Ngài Huệ Năng đại triệt đại ngộ Ngài phụ trách nấu nướng trong đoàn thợ săn Ngày ngày làm công việc trong nhà bếp Phục dịch đoàn thợ săn này Những người thợ săn ngày ngày ăn thịt Quý vị xem Ngài nói rõ ràng với mọi người Ngài chỉ ăn rau trong thức ăn Tức là Ngài nấu rau trong nồi thịt Ngài ăn rau trong món ăn của những người thợ săn Suốt 15 năm Ngài Huệ Năng trở thành người làm công lâu dài trong đội thợ săn Ngài làm việc trong bếp suốt 15 năm Đó là gì? Tu hành Công phu tu hành của Ngài chưa từng gián đoạn Tu điều gì? Nhìn thấu, buông bỏ Buông bỏ, nhìn thấu Ngài tu điều này Rèn luyện 15 năm công đức viên mạng khi đó ngài xuất hiện nhân duyên hoàn pháp lợi sanh cũng thành thuộc à, duyên không thành thuộc sẽ gặp trắc trở nhân duyên thành thuộc mọi chướng ngại sẽ không còn những đạo lý này Chư Phật chư Tổ đã thị hiện cho chúng ta thấy Biểu diễn cho chúng ta thấy Chúng ta cần phải hiểu Phải lãnh hội được Phải học được Đời này mới có thể thành tựu Nếu xem không hiểu Không lãnh hội được Con đường tu hành của chúng ta vô cùng khó khăn Thế nên quý vị xem Trí tuệ phát ra ánh sáng Ở trước là quan hỷ Đã thấy được đạo Thấy được đạo nên quan hỷ Sau đó là tu đạo Việc đầu tiên của tu đạo chính là ly cấu Ly cấu tức là buông bỏ Buông bỏ được khai trí tuệ Tức phát ra ánh sáng Ánh sáng ngày càng lớn Thứ tư diệm huệ địa ánh sáng này có ngọn lửa xuất hiện đây là gì là trí tuệ lớn không phải trí tuệ nhỏ ánh sáng trí tuệ sáng rõ tức đức phật đã giác ngộ viên mạng ở trước phát quan là trí tuệ bản giác trí tuệ quang minh khai phát phát quan đến lúc này quang minh xí thạnh trí tuệ quang minh đến tột cùng phật đã giác ngộ viên mãn đã viên giác rồi giác mãn tức ngọn lửa của ánh sáng trí tuệ phát ra như ngọn lửa lớn tụ lại phá tan tất cả tình kiến nó giống như ngọn lửa lớn cháy rất mạnh đốt cháy toàn bộ tình kiến lửa trí tuệ đốt cháy mầm mống phiền nào nên ngài đi vào hồng trần rất an toàn Phiền não trong hồng trần Đều bị đốt sạch khi Đến trước mặt Ngài Vì sao vậy? Vì Ngài có đại trí tuệ Trong kinh nói Ánh sáng giác ngộ Viên mạng rốt ráo gọi là diệm huệ địa Trí tuệ từ đâu mà có Có từ ly cầu Bồ Tát nâng cao chính mình như thế nào Không ngừng ly cầu à, cô... Sau khi ly cầu vẫn còn tập khí Tập khí có thô có tị Tập khí cực kỳ di tị phải bắt đầu buông bỏ từ ngay bây giờ Đến địa vị nào Đến đẳng giác Đẳng giác Bồ Tát Vẫn còn một phẩm Tập kỳ vô thỉ vô minh chưa buông bỏ Còn phải buông bỏ Buông bỏ mới gọi là diệu giác Đó là cứu cánh viên mạng Không nên cho rằng tôi tu hành rất giỏi Đều đã buông bỏ Không đáng tin Hợp đĩa Bồ Tát Đĩa nào không cần tu buông bỏ Nếu chúng ta xem Kinh Hoa Nghiêm 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Phẩm vị nào không cần buông bỏ chưa đến quả gì cứu cảnh nghĩa là dịu giác thì đều phải buông bỏ trong từng ngày buông bỏ trong từng niệm đây gọi là chân tu hành Chân tinh tấn Chân công phu Vì sao vậy? Vì họ nhìn thấu trong mỗi niệm Họ nhìn như thế nào? Kinh Kim Cang là một bộ kinh thù thẳng nhất Nó dạy ta nhìn thấu Phạm sở hữu tướng Giai thị hư vọng Lục căn của chúng ta Tiếp xúc với cảnh giới lục trần Sanh khởi tình kiến Tình là gì? Thất tình Đã khởi ý niệm Điều đầu tiên trong thất tình là quan hỷ Hỷ nộ Thứ hai là không quan hỷ Không vui nổi giận Khỉ nộ ai là Ái Ác à? Ái là thích Ác là ghét Khởi lên những ý niệm này Sau cùng là dục Dục là dục dòng Dục dòng có năm loại Tài sát danh thực thùy Gọi là ngũ dục Thất tình ngũ dục Khởi ý niệm này gọi là tình kiến Nếu có trí tuệ quang minh Thì sẽ hoàn toàn phá diệt tình kiến Trong Kim Kim Cang nói phàm sở hữu tượng giai thị hư vọng lục căng ở trong cảnh giới lục trần không khởi tâm không động niệm không làm được không khởi tâm không động niệm phải làm được không phân biệt không chập trước nhất định không được để thất tình ngũ dục khởi lên đây là công phu Người học tịnh tông dùng phương pháp gì? Dùng A-di-đà Phật Ý niệm vừa khởi lên Bất luận là hỷ, là nộ Là ai hay là Ý niệm vừa khởi liền A-di-đà Phật Tức là tóm thâu tất cả Vào trong danh hiệu A-di-đà Phật Dùng một câu A-di-đà Phật Thay cho hết thầy ý niệm khác Đây gọi là biết niệm Phật Phương pháp niệm Phật này sẽ kiên tánh Sẽ hàng phục được phiền nào Sẽ đạt được định Sẽ khai ngộ công phu của chúng ta chưa sâu. Không đủ sức mạnh suy niệm Phật nhưng dòng niệm vẫn cứ xen vào. Đây là hiện tượng bình thường. Không phải chỉ mình ta có, mọi người đều có. Cổ nhân cũng có. Người trong tương lai chắc chắn vẫn có. Chư Phật Bồ, Bồ Tát, Tát lúc còn ở nhân địa Cũng đều có giống như chúng ta vậy Đừng sợ Đừng nán lòng Phải giọng mạnh tinh tấn Ý niệm vừa khởi Các bậc cổ được nói Không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm Một câu Phật hiệu chính là giác Ý niệm vừa khởi A-di-đà Phật chính là giác Ý niệm khởi là mê Niệm câu a di đà Phật là giác dạ. Trong tám dạng bốn ngàn pháp môn Pháp môn này rất thù thắng Vô cùng thù thắng Đơn giản dễ dàng Mọi người đều có thể tu Nam nữ già trẻ Thánh hiền đều tu được Người ngu si cũng có thể tu Người tạo nghiệp cũng có thể tu Hả người nào cũng tu được Pháp môn này tiện lợi biết bao Chúng ta hiểu rõ đạo lý Chân tướng sự thật này Chúng ta sẽ quyết tâm niệm câu Danh hiệu Phật A-di-đà này Niệm đến khi khế nhập cảnh giới Người ta nói gì đều trả lời là A-di-đà Phật Có nghe được gì chăng? Nghe được hay không cũng không sao Phật A-di-đà mới quan trọng Tôi trả lời quý vị chính là A-di-đà Phật Tuyệt diệu vô cùng Kế nhập vào cảnh giới này Coi như chúng ta thật sự nhận thức về Phật A-di-đà Chúng ta đã kết nối được với Phật A-di-đà Tới tâm động niệm đều là Phật A-di-đà Như vậy có thể không giảng sanh sao? Khi giảng sanh Đức Phật không đến tiếp dẫn ta được chăng? Cả ừ. hát bờ cổ Đức nói Công phu quan trọng nhất chính là nơi xa lạ biến thành quen thuộc Nơi quen thuộc trở thành xa lạ Như vậy là thành tựu Nơi quen thuộc là gì? Ngày nay chúng ta rất quen thuộc với tập khí phiền não Khởi tâm động niệm toàn là danh gian lợi dưỡng tự tư tự lợi Tham sân suy mạng Thất tình ngũ dục Những cái này quá quen thuộc Đến trong giấc mộng những thứ này cũng khởi hiện hành vì quá quen thuộc Chỗ nào xa lạ Xa lạ Phật Pháp Xa lạ đối với Phật A-di-đà Niệm một chút đã quên Vừa niệm chút đã không thấy nữa Làm sao để biến Phật A-di-đà thành quen thuộc Biến tập khí phiền não thành xa lạ Thay đổi nó Xa lạ biến thành quen thuộc Quen thuộc lại biến thành xa lạ như vậy công phu sẽ thành tựu à, các bậc cổ ta, đức nói ta. hai câu rất hay à, chúng hôn ta hôn. rất dễ lãnh hội vấn, vấn đề thì... là phải thực hành à, đương là... nhiên họ phải thật sự hiểu rõ vì sao vậy? Vì hiểu mới thực hành Thực hành một cách quan hỷ Quan hỷ liền hiện tiền Trong kinh nói Minh cực giác mạng Tứ địa Bồ Tát Thứ năm Nàng thắng địa Đều là lấy địa trước làm cơ sở Do diệm huệ địa ở trước Phá trừ tất cả tình kiến Tướng đồng vị của nó đều bất khả đắc Tâm thật sự đã thanh tịnh Sức cảnh giới của chư Phật không có gì vừa qua được Trong kinh vậy Tất cả sự đồng và vị đều không sánh được Gọi là nang thắng địa Nang thắng là rất khó vừa qua họ Đây là ngũ địa Bồ Tát Tướng đồng vị bất khả đắc Tướng này là gì? Cổ nhân đã có câu Tất cả Pháp đều đồng một vị Chính là ý này Tất cả Pháp đồng một vị Trên Một vị này là gì? Pháp. Là Pháp vị Pháp, pháp. vị Chân tâm, tâm, hiển tâm hiển lộ Tánh đức viên mạng của tự tánh Một vị không có hai vị một vị này là đức phật dùng phương tiện thiện xảo từng giờ từng phút nhắc nhở các đệ tử phải thể hiện ngay trong đời sống hàng ngày chúng ta mặc chiếc áo cà sa này đây là y của nhà Phật Tượng trưng cho điều gì? Tượng trưng đồng một vị Từng miếng giải nhỏ Ngày xưa y rất khó được Một bát cơm dễ Nhưng y rất khó được Y là may thủ công Nên y của người xuất gia từ đâu mà có gọi là y phấn tạo y phục người khác mang rách dứt đi không dùng nữa người xuất gia lượm lại khi lượm được nhiều cắt lại những mảnh còn dùng được cắt miếng bằng nhau rồi may lại thành chiếc y Nên chiếc y này có rất nhiều chất liệu khác nhau Nhiều màu sắc khác nhau Mây lại với nhau rồi nhuộm Dùng màu gì để nhuộm Năm màu hồng vàng lam trắng đen Năm màu Hỗn hợp tạo thành một màu Năm loại màu sắc này trở thành một màu Một vị Nên y này là nhất vị mỗi, mỗi ô tượng trưng cho điều gì Sẽ trong pháp giới mười Sẽ... pháp giới mỗi Sẽ... ô tượng trưng cho một pháp giới Sẽ... thập pháp giới là nhất vị vô ừ, lượng là... vô biên là... pháp giới là nhất vị đều ở trên một chiếc y này tượng trưng cho ý này quý vị vẫn còn phân biệt còn chấp trước là sai Tất cả pháp đồng trở về tự tánh. Tất cả pháp đều từ tự tánh biến hiện ra, sau cùng lại trở về tự tánh, y ca sa tượng trưng cho ý này. Đắp chiếc ý này trên thân nhưng vẫn còn phân biệt chấp trước là hoàn toàn trái với biểu pháp này. Chiếc y này tiêu biểu cho dạng Pháp nhất như Dạng Pháp nhất dị Một bát cơm của người xuất gia Cũng gọi là ca Vì sao? Một bát cơm không phải một người cúng dường Rất nhiều người cúng dường bát cơm này Sao lại nói rất nhiều người Tỷ theo đi khất thực chỉ được khất bảy nhà khất nhiều nhà dễ khởi tâm tham khất thực bảy nhà không có coi như hôm nay không được may mắn nhưng khi trở về vẫn có thức ăn vì sao mỗi người đi khất thực không phải chỉ khất cho mình dùng không phải khi khất thực về tập trung lại một chỗ sau đó mới phân ra Mình dùng bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu Thế nên một bát cơm ngang nhà là thật Không phải giả Đệ tử của Đức Phật có 1.250 người Mỗi người đều đi khất thực Không phải cơm 1.000 nhà sao Khi trở về tập trung tất cả những thứ khất thực được lại một chỗ Mới bắt đầu ăn không phải mỗi người khất thực để riêng mình dùng không phải vậy quả thật là bình đẳng bởi bát cơm này đều hỗn hợp cùng nhau nên đây cũng là tướng của ca sa ca sa chính là hỗn hợp trộn lẫn với nhau y là ca sa thức ăn cũng là ca sa Một vị bình đẳng Quý vị xem Hơn một ngàn nhà cúng dường cơm rau này Rồi hỗn hợp với nhau Một vị bình đẳng Tâm bình đẳng Sự bình đẳng Biểu pháp bình đẳng Nên ý trong kinh này dạy chúng ta rằng Tướng đồng và vị đều bất khả đắc Vị đồng và vị đều bất khả đắc Sắc đồng và vị cũng bất khả đắc Hỗn hợp với nhau đều bất khả đắc Biết được tất cả Pháp vô sở hữu bất khả đắc tất cánh không đây chính là cảnh giới chư phật không gì có thể vượt qua được lấy trong kinh ra để chứng minh trong kinh nói tất cả đông và vị đều không thể sánh được Tất cả đồng và vị đều không đạt được cảnh giới này Đây gọi là nang thắng địa Bồ Tát đi vào cảnh giới này Cảnh giới này là tất cả các Pháp Khắp biển Pháp giới hư không giới Đều bình đẳng nhất như Đây là chân tướng Gọi là thật tướng các Pháp Ở trong cảnh giới này Tự tâm hiện tiền Thứ sáu Hiện tiền địa Do tưởng đông và dị ở trước Đều bất khả đắc Tức tánh chân như đều thanh tịnh Hiển hiện rõ ràng Ở đây chúng ta phải nhớ Nếu có khả năng sẽ không có chân như Đó là hư vọng Ngày nay chúng ta có Ở mọi lúc mọi nơi Mọi cảnh duyên Chúng ta đều có sợ đắc đều có đồng có vị đều có khái niệm này đều có những ý niệm này nên biết rằng đây là phàm phu chính hiệu không phải bồ tát rốt cuộc khuyết điểm ở đâu do chưa buông được vì sao không buông được vì chưa nhìn thấu vì sao không nhìn thấu vì chưa thâm nhập kinh giáo Thế nên khi nghĩ đến 49 năm thuyết pháp độ sanh của Đức Thế Tôn Mới hiểu được Chúng ta cũng nghĩ đến hiện tại Phật giáo từ bỏ giáo dục tôn giáo Là sai lầm Vì sao? Nếu dứt bỏ nền giáo dục tôn giáo Những người học Phật Bất luận là tại gia hay xuất gia Đều đứng nguyên vị trí Phú khó mà bước tiếp trên con đường bồ đề quý vị không đi trên con đường bồ đề không đi trên đường bồ đề nói cách khác căn bản chúng ta chưa buông bỏ Kiến giải tư tưởng hành vi của chúng ta Đều đang tạo nghiệp Còn thua xa so với Bồ Tát Chúng ta xem hiện tiền đi Ở đây giới thiệu rất đơn giản à, Thứ năm là nang thắng địa Tướng đồng và dị Đều bất khả đắc Tướng tánh chân như Đều tịnh hiển hiện rõ ràng Nên gọi là hiển tiền địa Hiển tiền là gì Chân tâm Tánh tịnh Tánh đức hiện tiền Hiển hiện rõ ràng Trong kinh nói Chân như vô gì Tức tánh thanh tịnh hiển lộ rõ ràng Vậy là hiện tiền địa Vô gì chỉ có chân như là vô gì Ở sau bách pháp minh môn luận có sáu pháp vô gì vì sáu loại này không có hiện tượng sinh diệt thật sự có sáu loại vô gì sao vô gì chỉ có một loại là chân như vô gì đây là thật. Ở trước vì nó không phải hữu gì Nên liệt nó vào vô gì Nhưng nó cũng không phải vô di thật Là tương tự vô gì Đối với năm loại vô di ở trước Chúng ta có thể nói Nó là hiện tượng tự nhiên Dùng ba loại hiện tượng để nói Mọi người sẽ rất rõ ràng Hiện tượng tự nhiên Tâm Pháp trong Bách Pháp Là hiện tượng tinh thần Hoặc chúng ta gọi là hiện tượng tâm lý Sắc Pháp Tất cả sắc Pháp Nó có 11 loại sắc Pháp Là hiện tượng vật chất hay gọi là hiện tượng vật lý còn chân như không phải tâm lý cũng không phải vật lý cũng không phải hiện tượng tự nhiên năm loại vô di ở trước là hiện tượng tự nhiên còn chân như vô di không phải nó không có ba loại hiện tượng nó đều không phải Nhưng tất cả hiện tượng đều sanh ra từ nó Nó là bản thể của tất cả Pháp Năm Pháp vô gì trứ không rời tự tánh Chính là không lìa chân như Chân như Nói chân như là vô di Nên chúng ta nên biết Vô di thật sự chỉ có một Tánh thanh tịnh Của chân như vô di Hiển lộ rõ ràng Tất cả đều lộ ra Nó là thanh tịnh Ngày Huệ Năng thấy được Nói với chúng ta Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh Câu nói này nói như cách nói bây giờ là Không ngờ tự tánh vốn là thanh tịnh Nói như vậy mọi người đều hiểu Câu thứ hai nói rằng Không ngờ tự tánh không sanh không diệt Câu à, thứ ba Ngài nói Không ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ Không thiếu thứ gì Dùng cách nói của các nhà khoa học để nói Nó đầy đủ hiện tượng tự nhiên Hiện tượng tâm lý Hiện tượng vật chất Tuy nó cái gì cũng không phải Nhưng nó lại đầy đủ tất cả những thứ này nên gặp duyên nó năng hiện năng sanh Câu thứ tư Ngài nói Không ngờ tự tánh vốn không dao động Đây là gì? Tự tánh bổn định Bây giờ ý niệm chúng ta có sanh diệt Ý niệm này khởi lên thì ý niệm kia diệt Niệm Chế trước diệt niệm sau sanh Trời Đây là gì? Đúng. Đây là hiện tượng động Tự tánh chân như xưa nay chưa từng dao động Nó như như bất động Câu sau cùng Ngài nói Nào ngờ tự tánh năng sanh vàng pháp Câu này là nói tác dụng của nó Ngài Huệ năng nói năm câu này, chúng ta phân nó ra ba loại thể tướng dụng sẽ rất rõ ràng. Câu thứ hai nói: "Nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt đây là thể chính là đại bác niết bàn." Thể. Ba câu khác là hiện tượng. Thanh tịnh là tướng. Đầy đủ là tương Bất động là tương Năng sanh dạng Pháp là tác dụng Thể tướng dụng của nó Lúc này hiển hiện rõ ràng Nên gọi là hiển tiền địa. Những gì Ngài Huệ Năng chứng được là thật, không phải giả. Ngài ở trước ngũ tổ hoàng nhận. Đưa ra cảnh giới Mà mình ngộ được Ngũ tổ hoàn nhẫn Hoàn toàn thừa nhận Đồng nghĩa với việc ẩn chứng Và đem y bác truyền cho Ngài Nói với Ngài Người chính là tổ sư đời thứ sáu của thiền tâm Minh tâm kiến tánh Chính là thành Phật Phật thật không phải Phật giả dạ. Ra khỏi mười Pháp giới Sơ địa là đã vượt ra mười pháp giới Nhưng còn mang theo một ít tập khí Đến hiện tiền địa không còn mang theo tập khí Tập khí còn rất nhẹ Đối với tự tăng Ngày càng minh bạch Ngày càng rõ ràng Chúng ta đạt được nhiều tin tức như vậy Sẽ biết Nên dụng công như thế nào Chúng ta dùng công phu gì Chính là dùng phương pháp niệm Phật vì niệm Phật rất dễ dàng Chúng ta nhất định làm được Các công phu khá khó có thể làm được Vì cần phải đoạn phiền não Chỉ có pháp môn niệm Phật được đới nghiệp giảng sanh Chúng ta đoạn phiền não bằng cách nào Chính là niệm Phật A-di-đà để đoạn phiền não Các bờ cổ Đức nói không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm Giác ở đây chính là Phật A-di-đà Chúng ta có thể trong mỗi niệm Đều trở về với Phật A-di-đà Đây chính là phương pháp đoạn phiền não Tuyệt diệu nhất Nuôi dưỡng thành một thói quen thật sự Suốt ngày đêm 24 tiếng đồng hồ Đều không gián đoạn Tức là niệm Phật không gián đoạn Nhớ Phật niệm Phật Hiện tại tương lai nhất định thấy Phật Bồ Tát Đại Thế Chí nói với chúng ta như vậy Ngài thành Phật bằng phương pháp niệm Phật Nên Ngài có kinh nghiệm niệm Phật rất phong phú Phương tiện cũng thiện xạo nhất Bí quyết là đô nhiếp lục căng tình niệm tương tục Quý vị thấy một câu nói đã bao hàm hết Đô nhiếp lục căng là buông bỏ Nếu không nhìn thấu triệt để sao có thể buông bỏ được? Nhìn thấu. Công đức của kinh giáo quả thật không thể nghĩ bàn. Quý vị nói có thể không học kinh giáo được chăng? Không học chúng ta làm sao biết được à, Công phu, phu niệm Phật không đắc lực, lực. Tương, tương lai không tương thể giảng sanh Vấn đề rốt cuộc tương là do đâu? đâu Không biết Nỗ lực siêng năng nghiên cứu kinh giáo Sẽ hiểu rõ à, Thứ bảy <laughs> diễn hành địa cảnh giới chân như rộng lớn vô biên chân như là chân tánh chân như là chân tâm giáo lý đại thừa rất nhiều danh từ Cũng gọi nó là Pháp Tánh Thậm chí gọi nó là Pháp Thân Cũng gọi là Đệ Nhất Nghĩa Cũng gọi là Đại Bát Niết Bàn Vì sao Một vấn đề mà Đức Thế Tôn dùng nhiều danh từ như vậy Nghĩa là vậy chúng ta không nên chấp trước Danh từ là giả không phải thật Như Bồ Tát Mã Minh dạy chúng ta Lìa tướng gian tự Lìa tướng ngôn thuyết Lìa tướng danh từ Lìa tướng tâm duyên Tất cả đều không thể chấp trước Nghe kinh không nên chấp trước ngôn ngữ Đọc kinh không nên chấp trước gian tự Không nên chấp trước danh từ thuật ngữ Không được suy nghĩ này nọ Tốt nhất đều không nên nghĩ đến Đừng nghĩ đến quý vị sẽ quát nhiên đại ngộ Nếu quý vị có nghĩ Càng nghĩ càng đi xa vấn đề Sai lầm Càng nghĩ càng sai Hoàn toàn nghĩ sai nghĩa lý trong kinh Không phải nghĩa chân thật của Như Lai những gì ta lý giải được là ý của riêng mình không phải ý của phật nên ta không đạt được lợi ích từ phật pháp như thế nào mới đạt được không nghĩ mới đạt được nghĩ là gì nghĩ là dùng thức thứ sáu thức thứ sáu không duyên được tự tánh nghĩa là không duyên được chân như như vậy làm sao hiểu được nó có thể dùng tư tưởng cho Pháp Thế gian Có thể dùng trong Phật Pháp Vì sao? Vì mỗi câu mỗi chữ trong Phật Pháp Đều từ trong tự tăng hiển lộ ra Đức Phật thuyết Pháp Không thông qua tư duy Trả lời không cần suy nghĩ Ngài thuyết Pháp 49 năm không cần giáo án Quý vị nên biết điều này Cũng không có đại cương Không có gì cả Chỉ là Đức Phật nói mọi người nghe Nguồn gốc của kinh điển là Sau khi Đức Thế Tôn diệt đồ Các hàng đệ tử cảm thấy Giáo huấn của Đức Phật quá hay Nên lưu truyền ở thế gian Phải làm sao Chúng ta cùng nhau Nhớ lại những gì mình nghe được Viết ra thành văn tự Quả thật khó được Trong hàng đệ tử Ngài An, -an có trí nhớ tốt nhất Trí nhớ Ngài An, An vô cùng tốt Nghe qua một lần thì suốt đời không quên Hiểu quá hơn cả gì tình Đức Phật có một người đệ tử giỏi như vậy A Nan lại là thị giả của Phật Ngài hiện diện đầy đủ trong các hội thuyết pháp của Phật Không gián mặt lần nào Có người hỏi Ngài A Nan 20 tuổi mới làm thị giả Phật Nhưng năm Đức Thế Tôn giảng kinh Tôn giả Anan -an mới ra đời hay nói cách khác 20 năm trước Ngài An An không nghe được Đức Phật giảng kinh Làm sao kết tập kinh tạng được Điều này phải nên biết Lúc xuất gia Tôn giả Anan -an đưa ra một điều kiện với Đức Phật Ngài nói lại cho con nghe Những kinh điển trước đây Ngài giảng Đức Phật nhận lời Thời gian rảnh Đức Phật thuyết lại cho Ngài A Nan nghe Những kinh điển mà Ngài giảng 20 năm trước Đồng nghĩa nói Ngài nghe được hết tất cả khi kết tập kinh điển do tôn giả A Nan tuyên lại những bài pháp của phật còn chư tỳ kheo ngồi dưới nghe ấn chứng không sai có người ngồi bên cạnh ghi lại nếu có người đưa ra ý kiến Hình như câu này Đức Phật không phải nói thế Có hoài nghi lập tức xóa đi Dùng phương pháp nghiêm khắc như vậy kết tập kinh điển Là để làm niềm tin cho hậu thế Mọi người tin tưởng hoàn toàn vào kinh điển Không phải ngụy tạo Lúc kết tập kinh điện Có 500 vị A-la-hán làm chứng Họ nghe xong không có ai phản đối Mới có thể ghi chép lại Như thì đã chứng minh điều gì Thế tôn giảng kinh không thông qua tư duy Cũng chính là nói Ngài không dùng tam tâm nhị ý Tam tâm lạ là da mạt na Ý thức gọi là tam tâm Nhị ý chính là ý căn ý thức Ý căn chính là mạt na Ngài không dùng những thứ này Tất cả đều từ trong tự tánh hiển lộ ra Nó đều từ trong tự tánh hiển lộ ra Nếu ta dùng tư duy tưởng tượng Dùng thức tâm để nghiên cứu là sai hoàn toàn Những gì ta đạt được Trong thời hiện đại này Giống như Đại sư Thái Hư Nói là ngũ thừa Phật Pháp Ta đạt được là nhân thừa Phật Pháp Đến nhị thừa ta cũng chưa đạt được Vì sao? Vì hàng nhị thừa đã buông bỏ một phần Của mạc na và ý thức chưa buông bỏ hoàn toàn chỉ buông bỏ một bộ phận nên nó rất gần dưới chân đại thừa buông bỏ hoàn toàn đạo lý này rất quan trọng nếu không hiểu được đạo lý này còn cho rằng mình không tệ Tu hành suốt đời Sau cùng không thể thành tựu Chính là không thể khai ngộ Sau đó như thế nào Quý vị nói Phật Pháp không linh Như vậy là hủy bán Phật Hủy bán Phật Hủy bán Pháp Quả báo là đọa vào vô gián địa ngục Bởi thì đây là việc lớn Không phải việc nhỏ Học tập kinh điển như vậy Không bằng một bà cụ thật thà niệm Phật Vì sao? Vì thật thà niệm Phật là dùng chân tâm Vì sao người ta niệm Phật Hai ba năm có thể giảng sanh Họ dùng chân thật đối với chân thật Họ không có giọng niệm Đích thực các ông bà cụ Từ sáng đến tối Chỉ có một câu A-di-đà Phật Ngoài điều này ra họ không có gì cả Quý vị nói họ không được gì cả Thật vậy họ không được gì cả Nhưng sau cùng họ đã giáng sanh Hiện ra đoan tướng hy hữu Khiến quý vị không sao hiểu nổi đây không phải giả trước đây tôi theo học kinh điển với thầy lý thầy lý thường cảm thán thầy muốn học các bà cụ nhưng không học được công phu họ rất tốt không học được các bà cụ niệm phật hoàn toàn không xen lẫn vọng niệm chúng ta niệm Phật cả đời vẫn còn tạp niệm, không bằng họ, không được coi thường họ. Nói đến công phu thật sự, họ giỏi hơn chúng ta. Thực tế mà nói, những điều này rất quan trọng đối với người tu hành chơn chánh. Đây là nói diễn hành địa Tuy chân như hiện tiền Nhưng phần chứng có giới hạn Nó thật sự là phần chứng Như tận kỳ tế Phương di cực đạo Bồ Tát đối với lý của chân như Phân chứng theo thứ tự biệt giáo có thứ tự duyên giáo không có thứ tự duyên giáo là chứng một thư thì tất cả đều chứng giác ngộ một thư thì tất cả đều giác ngộ vì sao vì họ buông bỏ triệt để Bởi vậy biệt giao Thập địa Mới ngang bàn dưới thập trụ của duyên giao Trong khi nói tấn cùng biên tỷ của chân như Gọi là diễn hành địa Thất địa coi như không tệ phân chứng là vô tác đối với lý của chân như phân thứ tự mà chứng đây gọi là tiệm ngộ không phải đốn ngộ không phải đốn xả phương pháp này trước đây chương gia đại sư dạy tôi buông bỏ từng chút từng chút Giống như leo cầu thang Buông bỏ tầng ở dưới Mới lên được tầng trên Chúng ta thuộc hàng căng tánh này Chỉ có thể đi theo con đường này Không thể một bước lên trời Chỉ có leo cầu thang leo cầu thang chính là phân chứng ngày xưa nói lầu cao trăm thước trăm thước là mười trượng hiện nay không chỉ vậy hiện nay phải là nhà lầu cao hơn trăm tầng quý vị phải xả bỏ tầng thứ nhất mới lên được tầng thứ hai xả bỏ tầng thứ hai mới lên được tầng thứ ba nhưng nếu có thang máy quý vị lập tức lên đến được tầng cao nhất như vậy là sao đó là đốn ngộ đốn siêu đốn chứng là điều mà đức thế tôn và ngài huệ năng đã biểu diễn không phải người bình thường có thể làm được người bình thường phải đi từng bậc từng bậc một Trước đây ba vị thầy cũng dạy tôi như thế Tuân tự tìm tiếng Họ còn cảnh báo tôi Không thể học ngày huệ năng Đó là thiên tài Đó là đố ngộ Thầy Phương Đông Mỹ nói rằng Người như Huệ Năng trước đây Chưa từng xuất hiện Vì sau cũng không xuất hiện Người thứ hai như Ngài Huệ Năng Thầy Phương cảnh báo tôi như vậy Nhất định không được đi theo đường của Ngài Huệ Năng Hay nói cách khác Chúng ta đi con đường của Ngài Huệ Năng chắc chắn thất bại Vậy tôi như thế nào? Vậy tôi tuần tự tìm tiếng Giống như đi học vậy Tiểu học, trung học, phổ thông, đại học, nghiên cứu sở Phải học theo cách đó Đi lên từng bước một Như vậy mới vững vàng Đây là cách leo cầu thang Chương gia đại sư dạy tôi phương pháp đi cầu thang Buông bỏ tầng 1 Để bước lên tầng 2 Buông bỏ tầng 2 Để đi vào tầng thứ ba Đây gọi là nhìn thấu giúp buông bỏ Buông bỏ giúp nhìn thấu Nhìn thấu là gì? Quý vị nhìn thấy ở đó 10 tầng Là 10 cảnh giới khác nhau Đây là nhìn thấu Cảnh giới mỗi tầng đều không giống nhau Chúng ta buông bỏ hiện tiền địa Sẽ đến diễn hành địa Cảnh giới diễn hành địa cao hơn hiện tiền địa Chúng ta làm sao để nhìn thấu Chỉ cần buông bỏ sẽ nhìn thấu Ta buông bỏ hiện tiền địa liền thấy được diễn hành địa buông bỏ diễn hành địa sẽ thấy được bất động địa buông bỏ cảnh giới mới nâng cao được không thể không hiểu đạo lý này không hiểu đạo lý này rất thiệt thòi Ngày nay chúng ta lãnh hội được một cách sâu sắc Vì sao không buông được Chưa hiểu rõ ràng Không nên cho rằng mình đã hiểu Đây là lời chương gia đại sư dạy tôi Khi chưa thật sự khế nhập cảnh giới Tức là chưa hiểu thật sự Sợ nhất là Chưa đạt được mà tự cho rằng mình đã đạt được Đây là chứa ngại rất lớn cho người tu học Cũng là phạm sai lầm rất nặng Bởi vậy chương gia đại sư dạy tôi dùng phương pháp gì để kiểm nghiệm xem Rốt cuộc mình đã nhìn thấu chưa Dùng buông bỏ Quý vị đã thật sự buông bỏ chăng Thật sự buông bỏ Chứng minh quý vị thật sự nhìn thấu Chỉ có nhìn thấu ta mới chịu buông bỏ nếu chưa nhìn thấu Khó mà buông bỏ được Bởi thế Thầy tổng kết một câu Phật Pháp khó hiểu nhưng dễ hành Thầy đã tổng kết như vậy Khó hiểu nhưng dễ hành trì Là cách nói trong triết học vì khó hiểu Nên Đức Thế Tôn mới giảng kinh dạy học suốt 49 năm Vì dễ hành Nên Đức Thế Tôn không lạnh chúng tu hành Tu hành là việc của bản thân mỗi người Ngài không quản điều này Ngài chỉ có việc dạy học Thật sự nghe hiểu Thật sự minh bạch Đương nhiên sẽ buông bỏ vì sao? Vì những danh gian lợi dưỡng của thế gian Những tập khí phiền não là những thứ hại người Được một chút danh lợi trước mặt Có thể hưởng thụ được bao lâu? họ mạng chúng ta dài chừng nào? Chúng ta hưởng hết rồi thì sao? Nếu tạo nghiệp trong khi hưởng phước đó thật sự gọi là Được không bù lại cái mất Không bằng gia đình bần cùng Họ không tạo nghị Chúng ta còn có thể nhìn thấy một hiện tượng Nước Mỹ có một bác sĩ thôi miên Tiến sĩ Ngụy Tư Ông đã viết bốn cuốn sách Tôi đều đã xem Ông dùng thuật thôi miên Phát hiện rất nhiều người đời trước là người Đời này họ lại đến Xem tỉ mỉ họ Đều là người bình thường Không phải làm chức vụ lượng Hay là người giàu có Người bình thường đời đời kiếp kiếp vẫn làm người bình thường. Vì sao? Không làm việc thiện lớn cũng không làm việc ác lớn, họ không có năng lực cũng không có trí tuệ. Nếu là đại thiện đại ác, không tìm thấy họ. Đại thiện họ đầu thai lên quái trời tìm không thấy họ, đại ác họ đọa vào địa ngục cũng không tìm thấy. Thế nên từ trong báo cáo của ông ta Chúng ta có thể kiểm nghiệm và hiểu được đạo lý của nó Những trường hợp này có thể chứng minh cho chúng ta Diễn hành địa Trong kênh nói Tận cùng biên tế của chân như Gọi là diễn hành địa Chân như có biên tế chăng không có Cổ nhân đã nói hai câu rất có đạo lý Đó là Kỳ đại vô ngoại Kỳ tiểu vô nội Dùng hai câu này để hình dung chân như Có thể nói hoàn toàn tương ứng Chân như đích thực là như vậy Kỳ đại vô ngoại Kỳ tiểu vô nội Hai câu này Kinh điển đại thừa Nói rất thấu triệt Đại nhi vô ngoại Dễ hiểu Tiểu nhi vô nội Không dễ hiểu Phật Pháp nói vật nhỏ nhất Trong cái nhỏ nhất Rất có thể đã bị các nhà lượng tử lực học hiện nay phát hiện giới khoa học nói gần đây phát hiện trung di tử trong chú giải quan niệm tổ đã trích dẫn trung di tử lớn chừng nào một điện tử điện tử rất nhỏ xoay chuyển quanh hạt nhân nguyên tử điện tử xoay quanh hạt nhân nguyên tử còn nhỏ hơn nguyên tử một trăm ức trung di tử tổ hợp thành một điện tử chính là một trên một trăm ức của một điện tử là vật rất nhỏ hiện nay phát hiện vật chất nhỏ nhất một hiện tượng vật chất rất nhỏ cũng tức là như bồ tát di lạc nói Một khẩy móng tay có 32 ức 100 ngàn niệm Là do một niệm sanh ra Ở đây Dùng cách nói của giới khoa học có năng lượng Có tình tức Có vật chất nó là một thứ vô cùng viên mãn nó cũng không khác gì bên ngoài đại thế giới và tiểu thế giới là một không phải hai điều này quả thật không thể nghĩ bài cũng chính là trong một hạt một hiện tượng vật chất rất nhỏ này Có tin tức viên mãn khắp biện pháp giới hư không giới Chúng ta xem trong tâm kim Bồ Tát Quán Thế Âm Lúc ngày hành thâm bát nhã ba la mật đà ừ. Nhìn thấy năm uẩn đều là không Năm uẩn là gì? Chính là thứ nhỏ nhất trong vật nhỏ nhất ừ. Hiện nay gọi là trung di tự Vì sao? Trong này có ngũ uẩn Quý vị thấy nó có hiện tượng vật chất là sắc Nó có hiện tượng tinh thần Nó đầy đủ cả thọ tưởng hành thức Đầy đủ sắc thọ tưởng hành thực Nhưng nó đương thị tức không Liệu bất khả đắc Bồ Tát quán thấy âm Nhìn thấy ngũ uẩn đều là không Đây là gì? Đây là tin tức căn bản của tất cả vật chất Đã tìm được căn nguyên Hiện nay khoa học dùng dây làm đơn vị Một giây có bao nhiêu ý niệm Nghĩa là hiện tượng này có bao nhiêu lần sanh diệt Một ngàn sáu trăm triệu Một giây trên một ngàn sáu trăm triệu là thời gian do hiện tượng này phát sinh. Mặc dù trong một giây phát sinh 1.600 triệu lần, nhưng mỗi lần đều không giống nhau. Có thể nói là tương tự, tương tục. Không có hai hiện tượng nào tương đồng Đây là biên tế của chân như Hiểu được chân tướng sự thật này Mới biết được như thế nào gọi là dạng pháp giai không vì sao trong kinh bát nhã nói tất cả pháp vô sở hữu bất khả đắc tất cánh không mời hiểu được ý nghĩa này ngày nay chúng ta được một phương tiện là có khoa học giúp đỡ những kinh văn trong kinh điển từ xưa đến nay chưa ai có thể nói một cách rõ ràng minh bạch này thông qua báo cáo thí nghiệm của các nhà khoa học chúng ta quát nhiên đại ngộ thì ra đức thế tôn là một nhà khoa học thành quả nghiên cứu của khoa học ngày nay ngài đã biết từ rất lâu quả là không thể nghĩ bạn Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.